Ngày hôm nay cuối tuần thì Bảo sẽ làm chương trình này, mười mấy món giảm giá. Nhưng mà thật sự với anh chị mình luôn là ngày hôm nay có những mẫu máy thì Bảo giảm sâu, có thể nói là bán lỗ luôn. Nói chung là hơi buồn tí xíu thôi, vì là hàng này có những món ấy, như là để lâu còn tồn thì Bảo thanh lý lỗ cho mình. Và nên nhớ nha, những con máy bán đấy ấy, thì Bảo làm chương trình chỉ có một cây là ngưng nha, vì không có nhiều, đó cao lắm thì hai cây. Rồi đầu tiên này, cuối tuần thì quý anh chị mình á vào xem kênh của Bảo thì nhớ là like ủng hộ cho Bảo ngay nha, và đừng quên đăng ký kênh, bấm vào nút chuông này để Bảo cập nhật những video này giá tốt như thế này đó mỗi tuần cho anh chị mình săn sale. Và đặc biệt chương trình sale này trực tiếp này báo giá vào thứ ba thứ sáu siêu khuyến mãi chỉ có 2 ngày đấy là có thôi. Rồi đi vào thẳng chương trình ngày hôm nay luôn để cho tất cả quý anh chị mình mua. Rồi trước tiên này, cây này bao cho quý anh chị mình dò giá Lazada, Shopee, TikTok ở đâu giá rẻ hơn bảo tặng máy luôn nha. Rồi mẫu máy này hàng chính hãng của công ty Makita, nhà máy Thái Lan nha, mã máy 8103. Rồi cây này sẽ là đầu 13 mm, hai chức năng, giá thông thường là 1.500.000 quý anh chị nhá. Máy mới nguyên này. Rồi kèm theo một đống set đồ chính hãng Makita luôn. Mua nếu cửa hàng bảo hàng này mà báo hàng giả nhái lên bảo đền cho 100 bộ y chang như thế này để mình xài. Bộ này còn đúng 2 cây thanh lý luôn, 1.500.000 à. Hôm nay 850.000 một bộ thôi. À 2 bộ đi, 2 bộ cuối tuần để mình xài. Rồi hàng Makita thì có búa này, mũi khoan, bắn vít, thước, đầu khẩu, xài chất lượng nha, không phải bèo bèo đâu, xài thợ được luôn, khá là ngon luôn. Để mình xài 850 bộ, à 850.000 một bộ đầu tiên. Quý anh chị mình mua hàng rẻ tiền thôi ấy, có kèm phụ kiện như vậy là cũng 700-800.000 rồi, không dưới đâu. Rồi tiếp tục bảo lên cưa gỗ hàng bài Senlay, hàng bài điện Rin 220, cái này bán quá trời nhiều luôn, bán cả nói chung là cả 100 cây rồi quý anh chị à. Hàng bài trước đây 750.000 là bảo bán có video luôn 1,5 tấn hàng nha, bây giờ tiếp tục về thêm mà giá có 490.000 thôi. Rồi lúc mua là bao điện 220 Rin, chỉ có là chưa ra dây này, bảo ra dây là xài. Rồi chưa có lưỡi đúng không thì bảo lên lưỡi. Rồi sẵn đây bảo báo luôn, nhiều anh chị mình bảo lưỡi Senka này hàng kém chất lượng lắm, nó cắt ba cái gỗ mà gỗ ván ép này kia thôi. Nói thật sự anh chị mình, hàng này Senka này chỉ có thua những thương hiệu lớn như là Makita này, Bosch này kia thôi, còn những thương hiệu bình dân á không bao giờ ăn được hàng Senka này nhá. Gỗ anh chị mình á đem gỗ ván gì tới đây bảo cho cắt thử, cắt không được tặng máy luôn. Hàng người ta chất lượng như thế này mà nhiều anh bảo lưỡi Senka này cắt không ra gì, đó nghe mặt thật sự buồn cực kỳ luôn và khá là tức luôn nha. Hàng lớn cắt ngon. Tôi lưỡi này bảo đang bán là 180.000, mua kèm máy thế này bán đúng 100.000 thôi. Rồi tức là máy 409 cộng lưỡi 100 là 590.000 để mình xài. Rồi tiếp tục đầu cắt tôn này, hộp trắng này, rồi 4 bạc đạn, nhiều shop bán cao lắm, đó cả 200-220.000, nhà bảo bán 120 thôi, hàng thanh lý mà y chang nha. Đó có mua 200-300 thì cũng nguyên khối là kim loại như thế này. Rồi đầu này thép CRV bắn lớn này, cắt được sắt inox, nói chung á là tôn này, chủ yếu là tôn mà từ 1 ly đổ lại cắt vô tư luôn. Bảo review 1,4 ly cắt được mà, muốn bền cắt cho bảo 1 ly thôi là ok. Inox là 0.6 đến 0.8, còn càng mỏng càng dễ đứt nha.
xài điện nè là cắm vào máy điện 220, máy pin thì xài bộ này. Pin thì mình xài như hình này quý anh chị nhá, đó lắp đặt sẵn này, máy điện này có hướng dẫn luôn, 120 thôi, bán siêu rẻ nhá, để mình xài cuối tuần. Nên là bảo làm những chương trình này đó để quý anh chị mình nó chọn mua, đó đặt hàng chơi thôi. Đó chất tốt, máy rửa xe này bán lỗ thật sự anh chị mình luôn. Đó ở chỗ á là không phải là máy bị gì, nhưng mà hàng này đó để vào trong thùng á, đè xốp lên rồi di chuyển nóng này, đó nó dính vào dây điện như thế này. 1.500.000 này, máy dây đồng đầy đủ, hôm nay bảo bán 1.250.000 đúng một con này thôi. Đó để mình xài, thương hiệu Osaka này, công suất là 3.000W, đồng 100%, có rõ ràng. Rồi có chỉnh áp này, rồi báo áp đầy đủ, dây súng xịt, bình bọt tuyết luôn, và có gla chống quá tải. Quá tải thì anh chị mình đè vào xài tiếp tục 1-2 năm chục thôi. Nói chung á là cây này bán lỗ thật sự luôn. Đó, cây nào báo lỗ là báo luôn, để cho mình mua. Rồi máy hàng đúng không? Bảo lên vài món này. Máy nào cũng giá ok cả nhá, siêu rẻ luôn. Marula chính hãng Hukan này, cây này là giá niêm yết của hãng là 860.000, thì hôm nay mình lấy được thì bảo tính cho 660.000 thôi, 650 luôn đi cho nó tròn. Rồi đầy đủ là bộ kìm hàng que về mình xài, bảo hành á là 1 năm anh chị nha. Có đồng hồ báo dòng này, rồi thương hiệu Marula chính hãng Hukan nha, có hộp giấy đi kèm, có 660 thôi, à 650 thôi, bảo hành 1 năm luôn, chuyên 2.5 ly, 2.6 ly, 3.2 ly thì mình kéo cho bảo là vừa vừa thôi, là xài ok. Rồi muốn à có hộp này, ở gia đình á tiện hơn, máy to hơn xíu lấy cho bảo gia xít. Rồi mẫu này sẽ có thùng lớn như thế này đựng vào luôn, thùng hơi dơ nha, bảo báo trước là hàng thanh lý mà, có bao tay luôn này, đó có 5 đũa hàng trong luôn. Rồi cây này trưa ngày hôm nay, cây này cũng thế, còn một cây thùng hơi dơ, xem như là bán máy thôi đi. Úi, thùng này vỡ luôn á ta, vỡ luôn này quý anh chị nha, thì 1.190.000 à, thôi bán máy à, bảo à, không lấy thùng luôn, bán máy không đi, 1.190.000 thùng vỡ xả lỗ luôn cho mình, với mức giá 850.000 à, thôi 830.000 thôi, xả lỗ luôn, có một cây thôi nha, không có cây thứ hai. Rồi anh này á thì máy to 3 tụ này, đó có ghi rõ ràng hàng điện yếu. Rồi chức năng là đầy đủ để mình xài, có volume chỉnh dòng hàng, bộ kìm hàng luôn, 830.000 thôi. Đó nhanh tay chốt máy hàng nha, cực kỳ tốt trong ngày hôm nay, về mức giá luôn để mình xài. Rồi tiếp tục máy bắn cốt này, cân bằng laser đúng không? Rồi tia thì cây này á, là bảo đang để trên bàn này, khá nghiêng nha. Rồi để mình xài này, bảo test cho chất lượng tia, cây này siêu ngon luôn, siêu sáng nha, đẹp cực kỳ. Rồi cây này thích thì mình giảm tia, mờ đi, nét lại, nhỏ bóng, thích thì mình tăng lên cho bảo. Rồi 5 tia xanh, chính hãng, một thương hiệu hàng đầu ở thị trường Việt Nam, chuyên sản xuất tia, bảo hành Bắc Trung Nam luôn. Rồi Akuya mã máy V màu vàng đen, mức giá có hộp nhựa, một pin này, rồi tặng thêm một pin nữa là 2 pin, có sẵn sạc luôn. Rồi 690.000 à, tính 650.000 thôi. Đó, rồi thông thường là 690.000 là có một pin thôi quý anh chị cô chú nha. Rồi mình mua về là bảo giới thiệu kỹ cái nữa đi nha, đó để mình yên tâm. Rồi máy này sẽ trang bị là nhiều anh chị em mình hỏi là bóng có sáng không, công nghệ bóng mới nhất, bóng LED thế hệ hàng đầu, nên là mình mua bây giờ thì chất lượng tia cũng như này thôi, không có sáng hơn anh chị nha, có chất lượng tia đẹp hơn có. Đó mình mua một cây 2-3 triệu đẹp hơn thật sự, nhưng mà có 600 mấy thôi, giá mình kiếm khó ra lắm nha, để mình xài.
Rồi tiếp tục, máy cắt sắt đi. Máy cắt sắt Copter nha. Đó, thương hiệu này là ngon cực kỳ luôn. Đế dày này, cao này, lớn. Dày nguyên một khúc như này để mình xài. Đế cao nha. Rồi thương hiệu Copter, màu Heduty, bảo hành 1 năm nha. Rồi với công suất là 2400W luôn. Mình xài chốt này, đã chưa, không cần xài dây xích luôn. Logo Copter này ở đây nha, dập nổi trên máy. Lưỡi có sẵn, Eto kẹp nhanh để mình xài. Quá đà cho con máy này. Rồi ngày hôm nay chốt được, bảo thanh lý cho mình làm chương trình vui thôi. Ba con thôi, mức giá nha, hết hồn luôn. 1.390.000 mà giờ bảo tính 1.150.000 thôi. Đế dày nên nhớ cho bảo là đế dày nhá. Rồi phần cài chốt này, dày cực kỳ luôn. Logo thương hiệu Copter anh chị nha. Rồi quá đà luôn, có 1.100.000 thôi là có rồi để mình xài. Rồi tiếp tục, máy khoan 3 chức năng đi. Rồi mẫu Fukuda này, đó hàng nội địa của Trung luôn, là Trung Quốc á. Hôm qua bảo làm video clip bán cực kỳ chạy luôn, bán nhiều, số lượng ra quá trời. Rồi công suất 800W, trọng lượng máy dây đồng là hơn 3 kg, mà anh chị mình á xài á là hàng chính hãng, êm lắm, đảo chiều bằng bo này, tay cầm di chuyển. Có hàng 3 chức năng, mũi gai chỉnh tốc từ 0 đến là 1200 vòng. Hàng này bảo ôm nguyên lô về nên là không có hộp, chỉ có tay cầm. Dây nguồn là 3 m, bảo hành cho mình dây đồng, nếu dây nhôm 1-50, bảo cùng chơi luôn. Rồi tiếp tục, thương hiệu giá nha, 550.000 thôi. Tiếp tục, muốn ngon hơn đúng không, bảo lên Hukan cho để mình xài. Công suất anh này á thì là 1050W, mà máy là 2603, đời đầu của Hukan nha. Màu vàng này để mình xài, cũng là 3 chức năng nhưng mà được thêm thùng này. Rồi thùng đầy đủ. Trước đây anh này á là có giá là 1.150.000 nha. Đó, lúc mà mới về á là 1.250.000 luôn, mà bây giờ bảo xả cho tính là 850.000 thôi. Thôi 800 đi. Anh này thì đặc biệt là có thùng này, 3 mũi khoan, 2 mũi đục, 800 thôi. Đó, tùy mình chọn nha, 550.000 là không có hộp, không có mũi, và muốn Hukan thanh lý 800 để mình xài. Rồi mình sẽ qua máy bu lông bằng pin đi. Rồi thích lực lớn, bắn ốc, nồi xe tay ga này, đó, nồi bắn sau đi. Rồi xe hơi thì bắn là ok luôn. Ốc 21, 24, 22 là bắn thoải mái. Thân không là có một hộp nhựa như thế này, kèm theo này 2, 4, 6 món đồ, 7 món đồ móc đeo luôn. Quá trời đầu khẩu, đầu chuyển bu lông sang vít luôn. Rồi mức giá lực là 550.000 nha. Bắn ốc đã lắm nha. Rồi đi ra là có 2 chức, đi vào cũng là 2 chức. Rồi máy sẽ là đầy đủ chức năng để mình xài nha. Rồi quý anh chị nào mua thân không, pin phổ thông là 890.000, thì hôm nay bảo tính cho là 660.000 một thân lớn này, Marula chính hãng của Hukan luôn, 660 thôi. Logo dập nổi ở đây nè để mình xài. Rồi cái phần logo này là bị dơ nha, thì lau cũng hết thôi, nhưng mà bảo bán nguyên cây thôi. Đó, lau sơ này hết đúng không, nhưng mà bán vậy luôn á, 660. Rồi tiếp tục, mình xài gia đình mà không cần mở ốc to, bảo lên cho một cây bu lông hàng mắc tem rồi, hàng nội địa. Đó, về là như này thôi. Bán 2 quả pin phổ thông này, lực anh này là 350.000, pin phổ thông luôn nha. Đó, bộ này ấy, thì xài cho được anh Marula luôn này. Rồi nguyên một bộ này thì giá thành tốt vô cùng luôn. 2 pin 10 cell 4A, một sạc đế 1500A. Rồi với mức giá là 690 à, giờ 580 thôi, xả luôn cho mình cuối tuần.
Rồi ngày hôm nay thì cũng khá nhiều món này, bảo làm chương trình đó hơi nóng xíu, anh chị thông cảm nha. Anh chị nào mà muốn mua được mức giá tốt như thế này thì mình hãy đăng ký kênh ủng hộ Bảo ngay, lên chương trình thông báo anh chị mình vào xem này, giá tốt đặt hàng. Rồi hôm nay Bảo cũng nhắc lại nha, có những con máy này đó thì có một cây thôi, hết là sẽ ngưng, tuần sau làm tiếp. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video cuối tuần ngày hôm nay về sale hàng xả lỗ một số món tại đây nha.